Xin chào tất cả các anh em cần thủ. Hôm nay mình trở lại giới thiệu với anh em một lô cần gồm một cây dây trong ISO, một cây dây trong và hai cây cần tay carbon, còn lại là fit hết anh em nha. Tổng cộng là 24 cây. Rồi phao, rồi cước, rồi dây cán cuốn cần nè. Cái cuốn cán cần nè và lưỡi chinu ha. Lưỡi chinu hộp cứng. Cây đầu tiên là cây ISO đây qua. Độ cứng là 2,5m3 ISO Riga. Cái này của Thái Lan xuất Nhật anh em ơi, còn rất là mới luôn ha. Cái này rất là đẹp, rất mới. Đò của nó. Đầu bu này mở được anh em nha. Đầu của nó 3 ly 1. Đầu bu này mình mở được này, mình vặn nó sẽ có gai vặn ra này. Cái trong là còn rất là mới luôn này. Mới toanh này. Rất là mới luôn. Cái này hàng Thái Lan xuất Nhật anh em. Rất đẹp luôn. Cái số 1 này là thu gọn 1m12 phân. Cân nặng là 230g. Giá là 1,2 triệu. Thái Lan xuất Nhật. Cây số 2 là một cây dây trong 3, độ cứng 30, dài 3,5m. Margin Korea. Cái này là khuyết điểm của nó là ba cái khoen chống nổ lóng này là nó oxy hóa. Đọt của nó là 2,5 ly. Đầu bu là còn nguyên vẹn, tất cả các cái khoen trong còn đầy đủ hết. Phôi của nó còn rất đẹp. Chỉ có các cái khoen oxy hóa, nó bị oxy hóa tí với cái đuôi. Cái đuôi tuy nó không còn rin thôi. Nó là vẫn là đuôi rin của nó nhưng mà nó bị làm lại khoe, làm lại cái vòng đồng này nên em ơi. Cái cao su này nó cũng không còn được mới lắm hả. Còn phía trong là còn đầy đủ hết nè. Cái cục cao su này hơi bị đổ là tí xíu thôi. Mình vẫn vặn vô bình thường ha. Vặn vô vẫn xài được bình thường. Thì mất một cái khoen ở đây tí xíu thôi. Cái này cái số 2. Bát của nó cũng là bát Daiwa luôn. Bát Daiwa luôn. Cái số 2 này là cái dây trong, độ cứng 30, dài 3,5m, thu gọn là 1m. Thu gọn 1m. Nặng đến 360g là anh em ơi. Giá là 650k. Tiếp tục một cây cần tay. Cây này á, là từ một cái cây dòng cần ngon á, cần xịn á, mà nó bị bể dàn lóng gốc, còn dàn đọt người ta hạ xuống anh em ơi. Tuy là cần nó sửa rồi nhưng mà cần xịn người ta không có bỏ đâu. Đầu bu xoay 360 độ. Đọt là 0,79. Dòng này đánh giết rất là đẹp. Rút ra còn rất đẹp luôn nè. Màu vôi này, rất là tuyệt vời luôn. Màu này giống như màu gamma cát sư. Màu vôi này. Nó không cho mình biết là loại cần gì thôi. Nhưng mà hàng bãi rất đẹp. Nó xuống nó hạ lóng, nó bo keo lại rất là đẹp luôn, y như mới luôn. Thu gọn của nó là 1m08 phân, cân nặng là 125g, dài 3m8, giá là 700k. Tiếp tục là một cây 4,5m carbon, lóng ngắn vân chìm anh em ơi, lóng nhỏ thích hợp mình bỏ cốp xe gãy giết rất là tuyệt vời. Từ ống 18, đọt nhỏ, đọt đặc anh em, nó nhỏ nhưng mà nó đọt nó đặc, nó cứng, đọt 0,74, phía trong là vân chìm, nó nổi lên gặp ánh sáng, nó nổi lên rất là đẹp anh em, rất đẹp luôn, vân chìm, nhìn long lanh màu vân luôn. Cái này rút ra cũng rất là đẹp luôn, rất thẳng. Cây này cây số 4, thu gọn là 57cm, cân nặng là 140g, giá là 650k. Đây là mấy cây carbon. Giờ còn lại bắt đầu flip. Flip này ống 28, ống 28, flip này flip lớn anh nè, flip ống lớn, dài 5,4m. Đọt của nó là đọt rin, nhưng mà cái đầu dù này nó còn khúc anh em nha.
Đây người ta vẫn xài, người ta thui lửa rồi người ta thắt cái dây vô trong này thôi nè, thắt dây câu vô đây thôi. Cây này đọt 1 ly 9. Phía trong thì có trầy xước nhẹ hết nè. Màu xương đen này có trầy xước hết. Trầy nhẹ. Trầy dâm 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 dâm. Hàng bãi hàng ra xài rồi mà vẫn phải bị thôi. Nó không có nắp đầu cần đâu nó, không có. Cây này cây số 5, dài 5,4 m, thu gọn là 1 m 13 phân, cân nặng là 350 g, giá là 260 k bao ship. Tiếp tục là một cây phíp, cây phíp này dòng này giống dòng đai hoa, phíp trong phíp đỏ. Cây này dài 5,4 m, đọt nhỏ, dòng này để đánh giết, đọt 0,75. Phíp trong phíp đỏ này. Rất đẹp ha. Làm vân như carbon. Cây này, này chữ của nó này, tên chữ Nhật không? Dài 5,4 m. Cán cuốn chỉ thu gọn là 1,05 m phân, đuôi mở được hết ra nha, cân nặng là 250 g, giá là 270 k bao ship. Cái dòng tiếp này mình bao ship anh em nha. Tiếp tục là cây số 7, một cây Suzumi. Cây này bị mất cái nắp rin của nó, đuôi người ta đổ bằng cái nắp khác anh em nha, nhưng vẫn vặn được ok nha, vẫn xài được. Phô dày, cây này rất là nặng, phô dày 0,86, đọt 0,86, đọt đặc, cục trên này đặc anh em. Hai lóng đọt màu đen, các lóng này thì còn khá đẹp hết anh. Cái này cái Suzumi anh em, cái này dài 5,2 m, cán cuốn chỉ, đuôi nắp này bị đổ, thu gọn là 1,06 m phân, cân nặng 340 g, 330 g, giá là 260 k bao ship luôn nha. Tiếp tục cái số 8 là cây 5,4 m. Cái cán cái loại này là nó gắn vào thôi anh em ơi, nó gắn vào cho nó gắn vào, nó chống keo chứ nó không có vòng gai, có các khoen chống nổ lóng hết. Dòng này cũng là dòng đánh cảm giác. Đọt này còn rin 0,83, đọt 0,83. Dòng này để đánh giết là chính. Các khoen chống nổ lóng có đầy đủ nha. Có trầy xước nhẹ hết anh em ơi. Lóng nào cũng có trầy xước nhẹ nhẹ hết đó. Dòng này phôi dày quá. Dày, cầm thấy nó nặng tay. Thu gọn của nó là 1,07 m phân, cân nặng là 330 g, dài 5,4 m, cây số 8, 270 k bao ship. Tiếp tục là cây số 9 là cây 4,5 m, đuôi mở được, còn tem giấy này. Có hai chữ nữa thôi, 15. 15 là 4,5 m. Đọt lớn. Đọt của nó là 1 ly, gần 1 ly 7 anh em. 1 ly 65. Phôi trong còn khá là đẹp ha. Khá đẹp. Trầy trước ít. Dài 4,5 m. Ống 24. Cây số 9 thu gọn là 1,08 m phân, cân nặng là 280 g, giá 260 k bao ship. Cây số 9. Cây số 10 dài 4,5 m, đuôi mở được, ngoại hình có trầy xước, ống 24, đai hoa ngang nè,
trầy xước, dính keo, dính giấy gì đây, có trầy xước nữa nè. Đây là cây đai hoa này. Nhật luôn á, 4m5, đọt to. Đọt 2 ly, phô dày. Anh em thích đánh cá lớn thì mấy cây này nha, phô rất là ok luôn. Đọt lớn, phô dày, đai hoa. Cây này cây số 10, dài 4,5 m. Thu gọn là 1m6 phân. Cân nặng là 280g. Giá 260k bao ship. Tiếp tục cây số 11, một cây 4,5 m nữa. Cây này còn khá khá mới, nhìn cái màu ngoài còn khá mới. Đuôi mở được. Đọt được làm dù lại. Đọt 1 ly 8 anh em ơi. Phịp ống. Cái trong còn khá là mới ha, khá đẹp. Bên ngoài thì có dính bụi bẩn. Keo. Cái này là mình cạy ra được. Trầy xước nhẹ thôi, cái này trầy xước nhẹ. Cây này cái số 11 ống của nó chỉ có 24 thôi. Ống 24 thu gọn là 1m7 phân. Cân nặng là 240g, giá cũng 260k bao ship. Cây số 12. Một cây NFT. Nắp đuôi này không biết phải nắp trin không anh em nghe. Mà bạn còn rất ok. Có khoen chống nổ lóng hết. Đọc rin. Đọt của nó là 1 ly, gần 1 ly 2. Đặt khúc trên này anh em ơi, cứng. Phôi rất đẹp. Dòng này nó nối đọt nha, nó nối từ màu màu xám bạc này qua màu đen là nó phải nối. Đọt nối. Phía trong lóng thì có bị nổ. Nổ sơn li ti. Sơn này do nó bị để ẩm mà sơn nó bong lên thôi, không có gì. Sơ sơ thôi, không đáng kể lắm mà. Còn khá là đẹp. NFT nha. Dài 4,5 m. Cây số 12. Cây số 12 thu gọn là 1m02 phân. Cân nặng là 230g. Giá 260k bao ship luôn. Cây số 13 là một cây ship ống. Ống 23. Đuôi là mở được. Nét 2 gì đây ha, 4,5 m này. Tên tuổi của nó này. Đọt lớn luôn. Đọt nó 2 ly 1, gần 2 ly 2. Phôi cũng dày luôn. Trong này thì có thể xước nhẹ hết em nha. Có chày mấy chấm chấm sơn. Này chày này. Chày lớp sơn thôi. Rồi nó nhám 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 thôi. Do cái giống như sơn nó muốn nổ cái trong từng chấm chấm đi ti đi ti. Phô dày. Thu gọn. Cái này cái số 13. Thu gọn là 1m04 phân. Cân nặng 280g. Giá 260k bao ship luôn. Cây số 14 là một cây 4,5 m. Ống này nhỏ hơn. Ống 20. Đọt nhỏ. Dòng này đọt. Đọt 1 ly. Đọt gần 1 ly anh em nha. 90 mấy. Dòng này chủ yếu cũng đánh giết là chính anh em ơi. Dòng cảm giác. Phôi thì còn khá đẹp. Này anh em ưng đồ cứng này mình hạ bớt đọt lên 10 phân thôi là nó cứng. Gắn đồ dù khác chấm keo là sao. Thu gọn là 1m03 phân. Cây số 14 dài 4,5 m. 190g. Giá 250k bao ship. Cây số 15 4,5 m DX. Cán cũng chỉ. Còn rất đẹp. Giả trúc. Đọt được người ta làm lại rồi nha. Đọt 1 ly. Đọt gần 1 ly 1.
Bên trong là còn khá là đẹp luôn. Có trầy sức nhẹ thôi. Cây số 15 dài 4,5 m, cán 4 chỉ, thu gọn là 1m03 phân, cân nặng là 210 g, giá 250k bao ship. Cây số 16 rất là đẹp luôn, cây này còn khá là mới luôn, chỉ có đọt nó hơi bé thôi, dòng nắng cảm giác đọt này còn rinh luôn em, còn dính keo luôn. Đọt của nó 0,90. Cái này về mình hạ bớt một 10 phân thôi là nó cứng lên liền. Còn cái trong còn rất là mới luôn em, rất mới luôn, rất đẹp. Rút ra nó cũng tương đối thẳng nữa, đẹp. Dòng dòng đánh cảm giác đánh giết là chính. Cặp cá lớn thì mình dòng hay mình dìu nó thì bắt được hết anh em. Vợt còn vợt. Cái này cái số 16 dài 4,7 m. Thu gọn là 90 phân. Cân nặng là 240 g. Giá 270k bao ship. Cây số 17 là dài 4,5 m. Ngoại hình có dính keo bụi bẩn tí. Ống 21. Giả trúc, phíp ống là giả trúc anh em ơi. Phíp ống giả trúc, tên tuổi của nó đây. Dòng này dòng Olympic nha. Đọt. Đọt của nó 0,76 nhưng mà nó đặc anh em. Phía trong rất đẹp. Phía trong còn rất là đẹp luôn. Chịp ống nhưng mà cây này rất đẹp. Cây này cái số 17 dài 4,5 m. Thu gọn là 85 cm. Nặng 190 g. Ngoài này dính bụi bẩn keo rồi anh em ơi. Đây là dính keo bụi bẩn về lâu đi thôi. Giá 260k bao ship luôn. Tiếp tục cái số 18, một cây giả trúc cắn cuốn chỉ tiếp. Dài 4,5 m luôn nha, 4,4 m ha. Ngoài hình có trầy tí sơn chỗ này. Đọt. Đọt nó 0,72 thôi anh em ơi. Đọt nhỏ. Này về mình hạ bớt thôi, mình ưng mình hạ bớt thôi. Là nó cứng lên thôi. Mình thích cảm giác đánh giết đến đồ thì mình để luôn anh em. Đọt nhỏ cảm giác rất là ok luôn. Cái trong còn còn khá đẹp luôn ha. Rất đẹp. Cá cuốn chỉ cây số 18 dài 4,4 m, thu gọn là 1m02 phân, cân nặng là 210 g, giá 260k bao ship. Tiếp tục cái số 19 là một cây phíp ống. Ống của nó ống 19. Đọt. Đọt 0,84. Dòng đánh giết mà. Phía trong là còn khá là mới hết, khá đẹp hết. Nói chung là hàng xài rồi nhưng mà giờ là còn rất là đẹp rồi. Nhiều cây nó còn nát như tương tàu luôn, không còn bán được luôn anh em. Ra mình tuyển lựa lại thôi. Cây 19 dài 4,5 m, thu gọn là 1m03 phân, cân nặng là 170 g, giá 250k bao ship. Tiếp tục cây số 20, cán quấn chỉ đuôi mỏi được. Cây này nó bị quấn một cái vòng băng keo, khi mình lột cái vòng băng keo đó nó còn lại cái keo cho này anh em, chưa tẩy được ha. Đọt của nó 1 ly. Đọt của nó cũng không tới 1 ly. Đọt 0,90. Đo lại xem. Đọt 0,94. Tương đối cứng anh em. Dòng là dòng đánh giết. Ngoài hình là có bụi bẩn dính keo bụi bẩn. Chạy suốt nhẹ. Giả trúc dài 3,4 m anh em ơi. 3,4 m nó là dòng 3,5 m đó. Rút ra là mình thu gọn là 1 m. Cân nặng là 130 g.
giá 220k anh ơi. Nhiều khi nó để 3 mét rưỡi nhưng mình đo chỉ có 3 mét tư thôi anh em ơi, không bao giờ nó đủ thước hết á, tại vì côn nó còn bóp vào trong á, đóng nó ra chưa có hết. Tiếp tục cây số 21, cán cuốn chỉ lóng ngắn anh em ơi, chữ của nó chỉ có mấy chữ thôi ha, hai chữ thôi. Đọt là 1 ly, trong này bị nổ sơn anh em ơi, lóng này nó bị nổ, mình rờ nó nhám 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 tay thôi, cũng không ảnh hưởng gì đâu. Phôi dày, cây này rút ra thẳng tưng này, bị một lóng nó bị nổ sơn một lóng thôi nha, còn lóng trên này thôi, còn lóng dưới này cũng có một vài chấm thôi, không 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 ảnh hưởng gì lắm đâu. Nhìn còn rất đẹp, lóng này lóng lỡ, thu gọn của nó là 78 cm, cân nặng là 120 g, cân nặng 170 g, dài 3,5 m, 220k bao ship. Tiếp tục cái số 22 là cây phíp ống đóng lỡ luôn, ống 21, đọt đọt của nó là 1 ly 2, cái tròn còn khá đẹp, có trầy chút sơn anh em ơi, có trầy sơn, trầy xước nhẹ, cái tròn thì còn khá đẹp, lóng ngoài thì có trầy xước, lóng ngoài trầy đây, trầy trầy cũng nhẹ thôi, không gắn được, không không ghê gớm lắm đâu, cũng rất là ok, một chấm, mấy đường xước nhỏ nữa, dài 4,4 m anh em ơi. Cái số 22 thu gọn là 78 cm, cân nặng là 210 g, cân nặng 210 g, giá 220k bao ship. Tiếp tục cây số 23 là một cây phíp, ngoại hình có trầy chút sơn, hai chấm trầy sơn, lóng ngắn anh em, dòng dòng lóng ngắn, phôi của nó là rất là dày, đọt nhỏ, dòng dòng đánh cảm giác đánh giết anh em, đọt 0,75, có tất cả các khoen nổ lóng đều có hết nha. Màu trong này dính keo, này keo không phải trầy, có khoen nổ chống chống nổ lóng hết, còn khá là mới á, nếu mà lau sạch còn khá là mới. Lóng này cũng không dài không ngắn lắm nha. Thông số của nó vẫn còn trên cây đây, thu gọn của nó là 70 cm, cân nặng là 200 g, dài 4,5 m, giá 230k bao ship. Tiếp tục là một cây 24, 4,5 m tiếp, lóng cái này dính keo gì đây ha, dính gì đây, ống nó ống 21, đuôi là mở được hết ha, ngoại hình có trầy xước nhẹ, đọt là rin luôn, đọt của nó 0,83, cái trông còn khá là mới, cái trông còn khá đẹp, trầy xước nhẹ thôi. Cái này cũng lóng ngắn anh em ạ, thu gọn là 58 cm, cân nặng là 180 g, giá 220k bao ship. Vậy là hết những dàn cần anh em ạ. Còn cước thì mình có cước tri liner, lưỡi lưỡi chino, mình có lưỡi chino số 2, số 3, 5 một hộp là 50 lưỡi 60.000. Dòng này thì là dòng đuôi tròn anh em ơi. Dòng lưỡi đuôi tròn thì mình cột nó rất là chắc chắn. Thân lưỡi này dày, thép dày, rất là mạnh mẽ. Những cái dòng đuôi dẹp á, nó bị lỗi nhiều quá,
nhiều cái nhiều cái hộp 50 lưỡi mà hết 10 lưỡi là cái đuôi dẹp nó dập không ra gì rồi, cột nó hay bị tuột lưỡi anh em nha. Còn phao của nó là phao này, phao chính hãng Watney anh em ơi, 3 cây là 200.000, là cây màu xanh này là dài 58 48 cm, ăn chì 2.3 cây, hình thoi này là ăn chì 2.3 để đánh chép anh em ơi, cây dài 48 thì để đánh sóng chống sóng cá con nhiều, còn cây này là câu rô, câu rô rất là nhạy anh em ơi, cây ở giữa này ăn chì 1.7 rất là nhạy, phao này nó báo rất là chuẩn anh em ơi, một bộ là 200k, quấn cán cần này là 4 cái một bộ, nó 4 cái anh em, một cái 25k, 4 cái là 100k, chưa có phí ship nha nha, phao và lưỡi rồi cũng chưa có phí ship hết đâu. Lưỡi là 60k một hộp 50 cái. Còn cước, cước chi liner tàng hình này 5.6 chấm 180k một hộp nha nha, chưa có phí ship, 300m hả? Cái 5 chấm là 0,37 mm. Sao? Đúng rồi. 5 chấm là 0,37 nè, là cước 37 đó. Anh em mình thường gọi là cước 37 thôi. Còn 6 chấm là cước 40 nha anh em. 0,40 mm. Trong dòng tàn hình đó. Cước, lưỡi, phao đều gói hết anh em nha. Anh em ưng ý thì cứ nhắn tin cho mình. Zalo là 0962086985. Video 173. Hàng là nhận hàng kiểm tra mới thanh toán anh em ơi. Xin cảm ơn em rất nhiều.